Mời quý khán giả gặp lại chị Hồng Quyên ở phim trường thời tiết. Cần Thơ vào chiều nay xuất hiện cơn mưa to. Không biết là tình hình thời tiết Nam Bộ sắp tới có khả quan hơn không chị Hồng Quyên? Dạ, Nam Bộ thì đang có xu hướng tăng mưa, không chỉ là mưa về chiều mà tối và đêm ngày hôm nay thì cũng sẽ xuất hiện mưa. Do có mưa cho nên là trời khá là mát mẻ, thậm chí một số nơi còn cảm giác lạnh lạnh như là ở Phước Long hay là Tà Lài, chỉ khoảng 22 cho tới 23 độ. Còn nhiều nơi khác với mức nhiệt phổ biến là 24 cho tới 26 độ. Từ sáng cho tới trưa ngày mai, ở khu vực Nam Bộ trời vẫn trong trạng thái là nắng đang xen cùng với những khoảng mây. Nhiệt độ cao nhất của toàn miền phổ biến trong ngưỡng là từ 32 cho tới 33 độ. Và thưa quý vị, cho tới đến đầu giờ chiều của ngày mai thì mưa mới bắt đầu xuất hiện ở khu vực Nam Bộ. Càng về chiều thì mưa sẽ càng mở rộng ra ở nhiều nơi. Trong đó, mưa với lượng khá tương ứng với khu vực là màu xanh đậm hay là màu xanh lá trên bản đồ như thế này. Đề phòng trong mưa dông có thể kèm theo đó là lốc xoáy, sấm sét và cả gió giật mạnh nguy hiểm. Chuyển sang thời tiết tại thành phố Phú Quốc, dự báo là cũng sẽ có mưa vào đêm ngày hôm nay và chiều của ngày mai. Có những nơi còn có mưa vừa và cục bộ có mưa to. Trong cơn dông thì cần đề phòng với gió giật mạnh và sấm sét nguy hiểm. Còn từ sáng cho tới trưa thì trời vẫn có những khoảng nắng đang xen cùng với mây, nhiệt độ vừa phải khoảng 31 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Kiên Giang xuống Cà Mau, Cà Mau đến Bình Thuận cảnh báo mưa dông có thể kèm theo đó là lốc xoáy và gió giật mạnh khoảng cấp 6 đến cấp 7, khá là bất lợi cho các hoạt động của tàu thuyền.